Cái dăm bông gà là làm bằng thịt gà nè, rồi trứng gà non, thì lên cái hình nhìn nó rất là hấp dẫn, nó có đủ màu sắc hết. Với lại cái pate thịt xay thì nó cũng đặc biệt, cũng ít người bán, là cái nhìn cái hình dạng nó là giống như là cái khuôn pate thôi, nhưng mà thật ra nó là một loại thịt nguội, thịt xay ra rồi có thịt miếng nữa. Tổng tất cả các món đó là nó phải gần 20 món. Thịt nguội nè, là nó có dăm bông da bao, giò heo hun khói, ba rọi hun khói, xúc xích hun khói, xúc xích tỏi, rồi dăm bông gà, rồi pate thịt xay, thì được ban tổ chức cấp cho cái kỷ lục Việt Nam, là một trong những tiệm bánh mì nổi tiếng và lâu đời nhất Việt Nam. Là chủ của cái cửa hàng Nguyên Sinh, nhưng mà anh là đời thứ ba rồi. Tiệm Nguyên Sinh này là được ông nội của anh thành lập là từ năm 1942. Đầu tiên là ông ở Hà Nội trước. Thì nếu mà tính tới năm nay là được 82 năm rồi. Chuyển về ở số 141 Trần Đình Xu, là mở cái tiệm Nguyên Sinh ở Trần Đình Xu này là tới bây giờ luôn, là 42 năm rồi. Là cái địa chỉ này là từ lúc đó tới giờ luôn, là không có thay đổi nữa. Nếu mà nói đúng ra thì là ông đầu tiên là ông mở nhà hàng, tiệm là bán đồ ăn Tây, là bán bít tết, bán thịt nguội, pate để ăn khai vị, rồi nhiều món nữa, chứ nó không phải chỉ là một cái tiệm bánh mì. Nhưng mà sau này khi mà hoàn cảnh lịch sử nó thay đổi, mà ông anh chuyển vô trong Sài Gòn này nè, thì lúc đầu cũng chỉ là tiệm bánh mì nhỏ nhỏ thôi, chỉ là kế sinh nhai của gia đình thôi. Xong rồi chuyển cho ba anh, rồi khi mà chuyển qua cho anh á, thì anh thấy cái thời điểm đó là nó phù hợp để mình mở lại cái mô hình nhà hàng như cũ, để bắt đầu mình gầy dựng lại cái mô hình nhà hàng, thì nó mới đúng với lại cái thời điểm ban đầu thành lập hơn. Biết tới ba loại bánh mì của Nguyên Sinh. Đầu tiên là cái bánh mì kẹp thịt để mang đi, rồi cái đĩa thịt nguội ăn kèm bánh mì tại chỗ, với lại có một cái món rất là đặc biệt nữa là món bánh mì chảo. Thì cái bánh mì chảo đó là có sử dụng cái bò Okubi rất là mềm, rất là thơm, với lại có pate gan gà của Nguyên Sinh rồi ốp la, với lại một cái loại sốt nữa, sốt gia truyền cũng rất là đặc biệt. Tới đời anh á, thì là anh chỉ có cải tiến về cái quy trình sản xuất máy móc, cái thiết bị cho nó phù hợp với lại cái số lượng đó, cái sản lượng đó. Tại vì càng ngày mình bán càng nhiều thì mình cần phải có máy móc nó mạnh hơn, nó hiện đại hơn. Còn về cái công thức thì mình phải giữ nguyên, tại vì khách người ta ăn nó quen với cái khẩu vị này, mà mình thay đổi cái công thức là nó sẽ bị mất khách. Anh chỉ cải tiến về quy trình sản xuất với lại cái thiết bị thôi. 2023 tại lễ hội bánh mì thì là được ban tổ chức cấp cho cái kỷ lục Việt Nam, là một trong những tiệm bánh mì nổi tiếng và lâu đời nhất Việt Nam. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là anh có cái sự biết ơn nữa, là anh thật ra chỉ là người tiếp quản với lại người phát triển thôi, chứ nếu mà nói là gầy dựng thương hiệu thì anh không phải là người gầy dựng, nên là phải nhờ có ông nội, rồi tiếp theo là ba. Cái giò chả là sau này khi mà mình bán cái tiệm bánh mì á, thì mình mới sản xuất thêm cái giò chả. Chứ cái giò chả thì không phải là cái món mà lúc đầu có hai loại là pate gan gà và pate gan ngỗng. Thì bán chủ yếu thì vẫn là pate gan gà, tại vì cái đó thì nó phù hợp với cái giá tiền của phần lớn thực khách. Gan gà thì nó nhỏ, thì nó có cái mật ở trong đó. Trong gan khi mà mình làm đó, mình phải gỡ cái mật đó ra, nó mất công hơn, nó tỉ mỉ hơn, nhưng mà bù lại thì ra cái thành phẩm nó sẽ ngon hơn, nó béo hơn và cái màu nó đẹp hơn là gan heo.
lót khuôn, rồi sau đó cái gan gà là cái nguyên liệu chính, nhưng mà trong cái thành phần sản xuất pate á là phải có thêm cái nọng heo nữa, tại vì cái nọng heo là nó vừa có thịt vừa có mỡ vừa có da, nó tạo cái độ kết dính. Thì khi mà mình xay lẫn cái gan với cái thịt á thì nó mới dính lại, nó cái kết cấu của nó mới chặt. Là mình sẽ lọc cái mỡ xong mình lót khuôn các cạnh, rồi mình xay pate, xay gan với xay nọng heo, xong rồi xong hết mình mới đổ vô cái khuôn, rồi sau đó mình đem đi hấp. Hấp thì phải 5 tiếng, thường là phải 5 tiếng trở lên thì nó mới có thể gọi là nó nở ra được hết, với lại nó mới thơm. Rồi sau đó thì mình đi cấp đông để cho nó tạo hình xong rồi mình mới gỡ khuôn ra, mình đem đi bán. Thì cái quy trình nó làm được cái món pate nó cũng rất là công phu. Tổng tất cả các món là nó phải gần 20 món. Riêng các món mà thịt nguội nè là nó có dăm bông da bao, rồi giò heo hun khói, ba rọi hun khói, xúc xích hun khói, xúc xích tỏi, rồi dăm bông gà, rồi pate thịt xay. Thì có cái dăm bông gà là làm bằng thịt gà nè, rồi trứng gà non, thì lên cái hình nhìn nó rất là hấp dẫn, nó có đủ màu sắc hết. Với lại cái pate thịt xay thì nó cũng đặc biệt, cũng ít người bán, là cái nhìn cái hình dạng nó là giống như là cái khuôn pate thôi, nhưng mà thật ra nó là một loại thịt nguội, thịt xay ra rồi có thịt miếng nữa, rồi mình cũng ép khuôn, mình cũng cấp đông, rồi mình cũng cắt lát mỏng ra, bày ra là nó ăn thì cái hương vị nó là thịt nguội chứ nó không có giống như là cái pate gan gà. Rồi cái pate gan gà, pate gan ngỗng, rồi sốt bơ trứng, rồi chả thì cũng có 7-8 loại, rồi chả lụa, chả quế, chả chiên, chả thì là, chả cớm, rồi giò thủ. Tới đời của anh là đời thứ ba rồi, nên là có những khách đó là có những người đó là học cái trường Đức Chí nè, đối diện cửa hàng từ lúc người ta còn nhỏ luôn, mà bây giờ là người ta có con, thậm chí là có cháu luôn á. Người ta khách tới ăn từ đời ông anh, xong rồi qua tới đời ba anh, xong rồi giờ dắt con dắt cháu tới đời anh lại ăn. Về nước á là sẽ ghé lại Nguyên Sinh ăn, rồi dắt theo gia đình ăn nữa. Mình chỉ chuyển giao công thức thôi, còn họ tự họ lấy cái thương hiệu của họ, tại vì ở bên nước ngoài anh không có kiểm soát được hết toàn bộ cái chất lượng sản phẩm, nên anh không có cho sử dụng cái tên thương hiệu Nguyên Sinh. Báo là trong nước, rồi báo nước ngoài, rồi cả đài truyền hình trong nước, cả đài truyền hình nước ngoài, có đài truyền hình của Mỹ cũng quay, rồi chuẩn bị lên cái sách của thị sĩ nữa. Khách thì là 70% là khách Việt, 30% là khách nước ngoài. Thì khách nước ngoài là chủ yếu cũng là khách Hàn Quốc. Khách Hàn Quốc là chiếm tỷ lệ là nhiều nhất trong khách nước ngoài.